nhưng mà mỗi người sẽ có cái ấn tượng riêng ban đầu, thì cô gái đều có thể chọn cho mình những người phù hợp. Nếu mà cô gái đó chọn mình để ra về thì mình nghĩ điều đó cũng đúng thôi. Tại vì hai bạn nam kia, hoặc ngay cả mình, thì đều là những người tài giỏi và có khả năng. Mình cảm thấy là mình không có thuyết phục được thì điều đó là lỗi tại mình. Sau cuộc gặp em có tự tin nghĩ là bạn nữ sẽ chọn mình? Dạ, em tự tin. Cho em hỏi ai là anh Thắng ạ? Ai là anh Tâm ạ? Và chàng trai cuối cùng nói chuyện với em. Thì sau khi mà được trò chuyện với ba anh, em cũng thấy là ba anh rất là chân thành và thể hiện đúng cá tính của mình, cũng như là chia sẻ nhiều thứ với em. Và em cảm thấy học hỏi rất là nhiều. Thì em mời anh. Anh nhìn em thì giống như là một cái cô nàng búp bê. Em có biết là giống như là anh có một chút bí quyết về kinh doanh trên Facebook mà mình không mất tiền, nhưng mà cái lượt view của mình cực kỳ hiệu quả hơn là mất tiền. Nhưng mà có cơ hội thì anh sẽ chia sẻ cho em thật là nhiều về cái vấn đề kinh doanh. Em rất là thích đi Đà Lạt luôn, năm nào em cũng đi 1 đến 2 lần hết. Vậy sau chương trình này mình đi Đà Lạt chơi. Coi như đây là một lời mời nha. Anh cũng là người ít nói nên là có một người hợp với mình nên sẽ rất nói nhiều. Anh ơi, ở chỗ này là anh đến bao giờ chưa? Chỗ này là anh kinh doanh chỗ này luôn á, cho nên ngày nào anh cũng vô hết trơn á. Nếu mà em thích đi du lịch vậy thì anh cũng sẽ tặng em một món quà đó. Hai đêm nghỉ ở homestay qua trên Đà Lạt với gia đình của em. Oh my god. Thiệt đó hả? Ừ. Em mời anh. Quay lại và nhận bớt năng lực của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em quyết định là em sẽ chọn anh Tâm là người em từ chối. Vì đây là một chàng trai mà em cảm thấy thiên về là một bạn bè, là một người anh. Thật ra là em có một cái quyết định này thật sự em rất là khó khăn. Ở anh em cảm thấy là một con người chân thành và anh giống như là một người anh, một người bạn và một người tri kỷ có thể bên cạnh em vậy đó. Dạ em cảm ơn anh. Em rất vui khi được tham gia chương trình này, được gặp em. Và anh mong muốn là sau này mình sẽ gặp nhau và sẽ chia sẻ hơn. Dạ. Anh có buồn về quyết định của em không? Không có gì. Dù sao đi nữa thì sự lựa chọn là của em. Anh không có gì là anh. Cảm ơn em. Em lắm. Em cảm thấy anh này. Chúc anh lên nữa. Cảm ơn. Một quyết định của em nha. Không cần gì. Rồi, em tạm biệt anh. Em muốn anh Thắng quay lại để
Em gặp mà. Dạ em chào anh. Cảm ơn em đã chọn anh. Em cũng cảm ơn anh là đã cho em một cái cơ hội để có thể biết nhiều về anh hơn. Hy vọng là mình sẽ có một cái chuyến picnic thú vị. Dạ, em cũng hy vọng có một chuyến picnic thú vị. Dạ, người cuối cùng. Em... Em hãy quay lại rồi. Chờ em. Dạ, em không chờ. Trời, giống như đối tác á. Dạ, em cũng rất là vui khi mà được gặp anh. Thực sự là em rất là ấn tượng luôn. Em cảm ơn anh rất là nhiều về bó hoa. Em cũng mong là hôm nay mình sẽ có một cái chuyến picnic thật là vui. Trời, dễ thương quá. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh em. Em thấy em sai quá sai. Em xin lỗi anh, em sẽ chuộc lỗi. Lần sau lần ta lại em sẽ đòn mùi đi Kim Bơ. Ok. Hôm nào có dịp thì mình sẽ offline cà phê cà pháo rồi đó ha. Quen. Chụp hình đúng không? Để anh giữ giùm cho em lấy đi. Rồi, anh cho em số điện thoại. Ồ. Để anh chụp cho một tấm hình luôn ha. Em xin lỗi, em không muốn vậy. Rồi, em cảm ơn. Em có cần phải gọi qua không? Hay là anh không cần em gọi qua? Hẹn mọi người sẽ có một buổi đi Đà Lạt chơi với nhau nha. Ok. Ok, bye bye. Ủa anh không đi hả? Rồi. Trời, anh làm vậy chắc em đi về luôn á. Anh thấy có lỗi không? Kết thúc học 1 Lucky Me yêu là chọn. Minh Thùy đã có một quyết định khá đau lòng và dây dứt khi từ chối anh chàng Phạm Nhân Tâm đẹp trai, chân thành nhưng hơi ít nói và rụt rè.